第305天, ngày 305. Wow, nhiều quán đồ nướng quá à. Wow, 好多烧烤店啊. Wow, 好多烧烤店啊。哇，好多烧烤店啊。哇，好多烧烤店啊。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Trừ giày cao gót. 除了高跟鞋. Hy vọng. 希望. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? 会不会显胖? Sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mác viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? Chuyên tâm lựa chọn. Chuyên xin theo. Đại thu hoạch. Tả sâu khổ. Mình trả lại bạn 300.000. Hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了. Đi từ từ thôi. Mạn dẫu. Làm người khác rất dễ chịu. Rằng rến hẳn su phủ. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Sảng chứ sở mơ, chiều chứ sở mơ. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền.